Hello mọi người, đây là lần thứ hai nhóm tụi mình đến tới thác Công Vua. Xin chào các bạn, đây là đỉnh thác Công Vua và chúng ta đi nhầm đường, chúng ta phải đi ngược lại theo hướng này. Nhưng mà đi rồi. Đúng là nên nghe theo Google mà. Một cái cách là mình sẽ đu xuống thôi. Hello. Rồi. Trời, đường xuống thác. Ấy da. Ấy da. Ấy da. Được không? Được không? Anh bình thường thôi, thường thôi. Rồi Hiền, cẩn thận nhá. Cẩn thận kiểu ngã. Ok ô. Trường đỡ chị này. Đi được không? Wow. đi chạy ướt luôn á. Đây là quang cảnh từ dưới thác đi lên. Ok, phía bên kia là một cái hang động. Có ai muốn qua đó không? Ai lên đỉnh luôn? Lên đỉnh luôn. Ok, lên đỉnh luôn này. Ôi. Cái thác kia y chang thác Tây Du Ký luôn á. Để bé nhìn kỹ. Sao không? Ok không? Đi thôi. Ôi, có vẻ như nó còn ngớt mưa nhỉ. Nó vẫn mưa á cái thứ. Ok, đi từ trên đỉnh. À, đi từ dưới lên đỉnh. Rồi. Ok không? Ủa cái gì vậy? Ui. Rồi, đi chơi đi. Sao mà em? Có gì hay không? Hả? Kệ nó đi, đi tiếp đi. Thôi Trường, tôi nhảy xuống xem nó ngập hết người không. Phía trước là con thác. Thác Phong Gua. Ok. Nào. Đi đường này thôi, không đường nào khác nữa rồi. Cái con này là một cái con cầu nhưng mà đã bị gãy mất. Một miếng ở đây này. Đã bị gãy mất tiêu rồi.
chắc do thời gian nó bào mòn quá, đường này qua thôi. Đường này qua thôi. Trời mưa nên cũng có thể sẽ khá là trơn trượt đấy. Khá là trơn đấy, cẩn thận nè. Ôi. Mình sẽ đi bằng bốn chân luôn cho nó chắc. Tăng cái độ ma sát lên. Đúng không? Đúng rồi. Như anh có thể đi bằng 5 chân được luôn. đi thôi. Rồi. Đừng làm ướt giày nữa. Ôi giời. Quyết định ướt giày luôn đúng không? Rồi, đi tiếp thôi. Cho bạn đi qua nữa hả? Ok. Sao? Bây giờ chúng ta tiếp tục đi qua cái cây cầu khỉ này. Làm khá là dễ đi rồi, không có gì khó khăn cả. Trời đang mưa hơn thì phải á. Đang mưa to hơn đúng không? Thôi chết cha rồi. Giờ sao ta? Đi tiếp hả? Có con bướm ở trong sau đít quần bé, sau váy bé. Chắc mưa nhỏ đúng không? Chỗ đá này thích quá trời luôn. Chết cha rồi sao ta? Đi qua tiếp bên kia hả? Qua bên kia Trường ơi. Trời ơi, thưa quý vị và các bạn, bây giờ mình phải qua chỗ bên kia để trú mưa thôi. Mây đen dày quá trời rồi. Ui chà. Ở đây mình sẽ chụp được cái view thác lên trên Trường ơi. Nhảy he. Rồi, mày nhảy được không? Hả? Ok. Rồi, mày nhảy được không? Thôi. Có ai muốn chụp lại GPS không? Rồi, hẳn gia đình luôn nào đi. Không, đi hẳn gia đình mà, đi thôi. Đi. Đi lên trên đỉnh thôi, đi. Nào. Đi thôi. Nào, tất cả đi thôi. Rồi. Mấy cái rong rêu nhìn màu sắc lên được ấy Trường nhỉ. Hay thấy cũng đẹp mà. Bên kia là tắm được kìa. Ai tắm không? Có ai tắm không? Hả? Thank you.
Cái này tắm hay nè. Cảnh đẹp luôn nè. Rồi mình sẽ để đây đi. Để hết đây đi. Rồi. Đẹp quá trời luôn. Hả? Ồ đây là bèo các bạn ơi. Ồ nước. Và đây là ngọn thác Công Vua của chúng ta, rất là to, rất là hùng vĩ. Mình sẽ zoom cận lại cho bạn xem luôn. Má về nhà ăn luôn Hiền. Má về ăn luôn. Ăn được mà, ăn ngon lắm á. Cái gì ạ? Bèo giạt mấy trôi đúng không? Hay là cây gì ta? Đấy là cây bèo hay là cây gì? Cây lục bình, đây là cây lục bình nhá. Đây là cây lục bình, không phải cây bèo. Không, anh đổi chứ. Nào bây giờ chụp hình thôi. Các bạn thấy phía xa không? Đây là mấy con khỉ kìa. Nó ở xa quá, thành ra mình chưa dám lại gần, sợ nó chạy mất tiêu. Mấy con khỉ con ở ngoài chính giữa màn hình á, mình đang để chính giữa màn hình luôn đây các bạn ạ. Nó chạy hết mất rồi. Đấy, nó đang ở phía trên. Lúc khỉ này chạy mất sạch rồi, không còn con nào nữa. Và đây mình phát hiện là con đường mà sẽ đi vô rừng đây. Chắc mọi người sẽ đi vô đây để lấy mật ong hoặc là gì đó. Quá là hùng vĩ. Rồi. Và phía ngoài là ngọn thác chúng ta. Hello, và bây giờ tụi mình sẽ đi về. Chơi chán rồi sẽ đi về. Hiền vẫn bảo toàn được cái đôi giày của mình ha. Và bây giờ tụi mình sẽ đi về lại cái con đường này. Con đường rong rêu. Lại còn thêm ít nước nữa. Rồi đi thôi. Nào Hiền đi trước đi. Nhanh lên. Trước. Hả? Cái gì cơ? Là sao? 2000 hả? Có. Sao xui? Đúng rồi, 2000 xui lắm, lấy phải từ 500 nó mới hên. Anh. Đúng không? Thầy nói. Hả?
Còn cái nịt. Ồ, đến ngọn nè. Đến cái tường đá này hơi bị đẹp luôn. Nước nó sẽ chảy xuống. Cái tường đá này chụp hình bao đẹp luôn. Sao? Đi tiếp đi. Get go. Nước chảy qua đá nó sẽ ngấm khoáng chất từ đá. Đúng không bé? Đúng không? Đã chưa? Leo đã không? Ở Sài Gòn mấy cái đường leo đúng không? Cố lên. Cố lên. Say dê cái coi. Yeah. Hả? Đường còn dài mà. Đừng cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh từ từ thôi. Đi tiếp nào. Mệt rồi hả? Trường ơi, đợi với Trường ơi. Ở đây có hai nạn nhân chuẩn bị. Gọi cứu thương. Gọi cứu thương. Nhanh lên nào. Liệu chúng ta có lên được không đây? Hãy đón xem. Ôi. Ở phần tiếp theo. Ôi. Các đôi giày mệt lắm. Rồi. Quá thành công khi chị Thuận có thể leo được một nửa chặng đường. Một nửa thôi mà. Còn nhiều. Thậm chí mình chưa được nửa đâu. Còn nhiều nữa. Yên tâm. Mọi người sau khi đi đến chỗ này thì chúng ta sẽ đi qua một cánh rừng vắt. Cái rừng vắt ở Đá Bách Tiên. Đã có ai trải nghiệm vắt chưa? Hiền đã trải nghiệm bị vắt cắn bao giờ chưa? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời rồi. Bởi vì anh cắn lại vắt mà. Đáng lẽ vết thương anh khỏi rồi, nhưng vết thương anh quyết định cắn lại con vắt. Cắn lại vết thương của con vắt. Rồi. Chúc mừng chúng ta đã đi được một nửa đoạn đường. Hả? Nhiều cây trong. Cây như kiểu cây trong rêu ấy nhỉ. Hay là cây phong lan đúng không? Sao? Lan này cũng là lan đột biến mà. Sao? Hiền khỏe quá kìa, Hiền đi trước luôn. Lúc mình đi về thì mới là lúc mọi người tới. Thì vì sao hả? Không, mọi người đang ở đó nhiều mà, nó không ra đến đâu. Đẹp nè. Quá trời rộng luôn. Đi thôi. Còn chúng ta sẽ lên Đà Lạt ăn cơm. Lên Đà Lạt ăn cơm. Ăn cơm trứng chiên. Yeah.